Kinh văn. Chính ba thứ sát đạo dâm là căn bản, do nhân duyên đó nghiệp quả tương tục. Giảng giải. Nghiệp quả do đâu mà có? Nó phát sinh từ ba thứ sát đạo dâm. Nếu quý vị giết hại là mình đã tạo nghiệp sát. Nếu quý vị trộm cắp đó là tạo nghiệp trộm đạo. Nếu quý vị tham đắm nữ sắc, đó là quý vị đã tạo nghiệp dâm. Ba nghiệp này còn gọi là ba món độc đối với cơ thể. Chính nó là cội gốc căn bản, do nhân duyên đó nghiệp quả tương tục. Sự tương tục của nghiệp báo này đã làm nên sự tương tục của chúng sinh, và từ sự tương tục của chúng sinh mà tạo nên sự tương tục của thế giới. Sự tương tục của thế giới trở lại tác động đến sự tương tục của nghiệp quả. Thế là vòng luân hồi tự nó hoàn chỉnh và khép kín. Nó chấm dứt rồi lại bắt đầu. Đó là cách mà thế giới hiện hữu và tồn tại. Nếu quý vị nghĩ rằng thế giới thực sự tốt đẹp, đầy hứng thú và tốt lành, thì hãy lao vào mà hưởng thụ. Nếu quý vị nghĩ rằng không phải như vậy, thì quý vị có khả năng về đến nhà mình. Ở đâu là nhà mình? Đó là quả vị Phật. Kinh văn. Phú Lâu Na, ba thứ tương tục đảo điên ấy đều là do tánh sáng hư vọng muốn soi rõ tánh giác. Nhân cái liễu tri mà phát ra cảnh tướng, theo vọng tưởng mà kiến chấp phát sinh. Các tướng núi sông đất liền thứ lớp dời đổi, do hư vọng này mà xoay vần không cùng tận. Giảng giải. Sau khi Đức Phật giải thích về thế giới, sự tương tục của chúng sinh và sự tương tục của nghiệp báo, Ngài lại gọi Phú Lâu Na. Phú Lâu Na, ba thứ tương tục điên đảo ấy đều là do tánh sáng hư vọng muốn soi rõ tánh giác. Sự tương tục của thế giới là thành trụ dị diệt, tiếp diễn không ngừng. Chúng sinh cũng trải qua tiến trình tương tự của sinh trụ hoại diệt vô cùng vô tận. Nghiệp quả cũng diễn ra với tiến trình thành trụ hoại không bất tận. Cả ba thứ sinh khởi tương tục này đều bắt nguồn từ vô minh. Thế giới được hình thành bởi do vô minh. Thế nên có vô minh của thế giới, có vô minh của chúng sinh và có vô minh của quả báo. Mọi pháp hữu vi đều sinh khởi từ vô minh. Vô minh là mẹ của tất cả các pháp đang hiện hữu. Thế nên, nếu ai dẹp trừ được vô minh, thì người ấy có thể thành Phật. Chỉ đến khi nào quý vị chuyển hóa sạch mọi vô minh, thì khi ấy quý vị mới nhận ra chân tánh của mình. Tại sao thế giới được duy trì bằng ba thứ điên đảo tương tục như vậy? Do muốn soi lại tánh giác nên thành ra có vô minh. Nhân cái liễu tri mà phát ra cảnh tướng, theo vọng tưởng mà kiến chấp phát sinh. Với sự sinh khởi của vô minh, cái thấy hư vọng cũng phát sinh, và do vậy thế giới khách quan cũng được phát hiện ra. Các tướng núi sông đất liền thứ lớp dời đổi, do hư vọng này mà xoay vần không cùng tận. Mặc dù núi rừng và các hiện tượng hữu vi là mênh mông không cùng tận, nhưng có một sự rất tương tục rất rõ ràng, không hề có sự hỗn loạn thiếu trật tự. Một khi hư vọng sinh khởi, nó cứ thế mà tiếp diễn, nó chấm dứt rồi lại phát sinh, dừng lại rồi bắt đầu. Chẳng hạn, con người chết rồi lại đầu thai làm dê, đầu thai rồi lại chết, cứ chịu luân hồi sinh tử bất tận. Thế mà con người không chịu tỉnh ngộ và tự hỏi: tại sao ta phải chịu sanh ra rồi lại chết, chết rồi lại sanh? Họ không chịu nhìn kỹ vào câu hỏi này. Họ không bao giờ giải đáp được tại sao họ phải chịu sanh ra rồi lại chết, chết rồi lại sanh. Thế nên khi có ai hỏi
vì sao sinh ra thì họ chẳng biết trả lời ra sao và chẳng biết mình sẽ làm gì, và khi chết thì rất bối rối. Thế nên người xưa có câu: sanh thời hồ đồ, khứ thời mê là vậy. Vì không biết rõ về chuyện đến và đi của mình, nên quý vị có thể hình dung rằng cuộc sống của mình như trôi qua một cơn mê muội bàng hoàng. Và chính trong sự thiếu sáng suốt minh bạch này mà tiến trình sống chết ấy tương tục. Sinh ra để rồi chết, chết rồi lại sanh, có đáng thương không? Nghĩa rốt ráo của tất cả sự việc này là gì? Ý nghĩa rốt ráo của mọi sự hiện hữu trên thế gian là kiếm được ít tiền và ăn chút gì đó để sống. Vì không có tiền nên phải làm lụng để kiếm tiền, làm ra tiền để mua thức ăn và áo quần để mặc. Thực vậy, nếu sống trên đời chỉ để làm ăn, để mặc, để sống trong một ngôi nhà đẹp đầy đủ tiện nghi thì thật là vô nghĩa. Thà rằng chết ngay bây giờ tốt hơn. Hãy nghĩ xem, quý vị phải đi làm và khi về đến nhà là phải ăn. Quý vị phải lấp đầy cái túi da không đáy. Ngày nay quý vị lấp đầy nó, nhưng ngày mai nó lại trống trơn rồi. Quý vị lấp đầy nó ngày nay, nhưng ngày kia nó lại trống rỗng. Thậm chí quý vị nhét đầy bụng vào buổi sáng thì buổi tối nó đã kêu réo lại rồi, lại phải lấp đầy cái hố đó. Quý vị phải tống khứ cái cũ đi để tiếp nhận cái mới vào, phải chịu vô số những thứ phiền toái ấy trong một ngày, dường như là quá vô nghĩa. Có bài thơ nói về chuyện ấy như thế này: nhân sinh thất thập cổ lai hy, tiên trừ thiếu niên hậu trừ lão, trung gian sở dư vô đa thời, hữu hữu nhất bán tùy trước liễu. Từ thời xưa cho đến ngày nay, số người sống đến 70 tuổi rất là ít, và trong thời niên thiếu, trước khi lên 15 tuổi, thật sự là chưa làm được điều gì cả. Ở Mỹ, tuổi trưởng thành được quy định là 18, nhưng ở Trung Hoa, tuổi trưởng thành là 25. Thế nên, trước tiên quý vị phải trừ đi khoảng thời gian những năm mình chưa được xem là trưởng thành. Có người bảo, con tôi giữ tín phiếu và làm ra tiền. Đúng vậy, nhưng nó chẳng làm được gì nhiều. Quý vị không thể xem như nó đã có việc làm thật sự. Khoảng cuối đời, quý vị phải trừ đi 15 năm, thời gian tuổi già. Trong 15 năm cuối đời, theo luật tự nhiên, quý vị không làm được nhiều nữa. Mắt đã mờ, tai lãng, răng long, tay run rẩy, thậm chí chân còn đi không vững, tứ chi không còn hữu dụng nữa. Thế nên nếu sống được 70 tuổi, chúng ta phải trừ đi 15 năm đầu đời và 15 năm cuối đời, mới thấy chẳng còn được bao nhiêu ở khoảng giữa, chỉ còn sống được có 40 năm. Nhưng chẳng phải 40 năm sống hoàn toàn có hiệu quả. Một nửa thời gian quý vị phải dành để ngủ nghỉ, và nếu kể luôn cả thời giờ tắm rửa, mặc quần áo thì phải trừ đi nhiều thời gian nữa. Thế nên nhiều nhất trong một đời người chỉ có chừng 20 năm là sống thực sự có hiệu quả. Thế có điều gì lớn lao về chuyện này? Điều này gợi cho tôi nhớ lại chuyện ba ông lão gặp nhau chúc mừng năm mới. Một người 60 tuổi, một người 70 tuổi và một người 80 tuổi. Ba ông bạn chí thân cùng nhau đi ăn để tiễn đưa năm cũ và đón mừng năm mới. Ông già 60 tuổi nói: kim niên tửu tịch diên tiền hội, bất tri minh niên hậu thiểu thùy. Hôm nay gặp nhau cùng chung nhau uống rượu, không biết sang năm sẽ thiếu những ai. Ông già 70 tuổi nói: ông nghĩ quá xa về tương lai. Ông già 60 tuổi hỏi: ồ thế ông nghĩ sao? Ông già 70 tuổi đáp: kim vãng thoát liễu hài hòa miệt, bất tri minh niên xuyên bất xuyên. Tối nay khi cởi giày và vớ, không biết sang năm mới
còn có mang vào được nữa hay không? Ông già 80 tuổi nói, chính ông vẫn nghĩ quá xa về tương lai. Ông già 70 tuổi hỏi, thế ông nói như thế nào? Ông già 80 tuổi nói, tôi không biết khi tôi hít vào thở ra một hơi xong, không biết rồi có còn tiếp tục hít vào thở ra nữa hay không. Cả ba ông lão này đều quan tâm đến vấn đề luân hồi sinh tử. Rốt cuộc, họ có chấm dứt được luân hồi sinh tử hay không? Nếu họ gặp được một bậc thiện tri thức, một bậc minh sư, họ sẽ có được cơ hội này. Nếu họ không có cơ may gặp được bậc minh sư, tôi tin là họ không thể nào chấm dứt được vấn đề sinh tử. Còn có một chuyện khác liên quan đến vấn đề này. Có một người đã chết và được đưa đến trước vua Diêm La. Ngay khi gặp vua Diêm La, ông ta liền phản đối tình trạng ông ta đang gặp phải. Ông nói, ngài thật là độc ác, nếu muốn tôi đến gặp ngài, lẽ ra ngài nên viết cho tôi ít chữ. Nếu báo trước cho tôi được rõ, thì tôi mới thông thả chuẩn bị đi. Nhưng ngài đã không viết thư, không gọi điện thoại, cũng chẳng đánh điện tín cho tôi. Ngài chỉ đến bắt tôi mà không báo trước, tôi thấy hoàn toàn vô lý. Vua Diêm La nói, tôi đã gửi cho ông rất nhiều thư mà ông không để ý. Tôi chẳng nhận được lá thư nào của ông cả. Người đàn ông phản đối. Vua Diêm La nói, bức thư đầu tiên tôi gửi cho ông, đó là khi người láng giềng của ông có đứa con chết từ khi vừa lọt lòng. Ông đã già và sống đã lâu năm rồi. Nếu có đứa trẻ vừa mới sanh ra liền chết, ông thấy mình chẳng có chút thương tâm nào cả hay sao? Lẽ ra, ông phải thức tỉnh ngay lúc ấy và bắt đầu tu tập là vừa. Còn mắt của ông chưa đến lúc bị mờ, không thấy được mọi thứ rõ ràng nữa hay sao? Đó là bức thư thứ hai tôi gửi đến cho ông. Đến lúc tai ông không còn nghe được rõ nữa rồi, phải không? Đó là bức thư thứ ba tôi đã gửi cho ông. Có phải đã đến lúc răng ông bị rụng nhiều rồi chăng? Đó là bức thư thứ tư tôi gửi đến cho ông. Tôi không nhận ra được những lời ông nhắn gửi trong những bức thư ấy, thưa Diêm La. Thế bức thư cuối cùng ông gửi cho tôi nội dung như thế nào? Ông không thấy tóc trên đầu ông đã bạc trắng đó sao? Đó là bức thư cuối cùng. Nay tôi đã xem xét xong, thấy ông ăn thịt heo quá nhiều, nên ông phải đầu thai làm heo. Thế là người đàn ông ấy đầu thai thành heo. Khi nào thì ông ấy trở lại làm người, không ai biết được. Bây giờ sự tương tục của quả báo đã được giải thích. Mọi người nên hồi quan phản chiếu để biết được mình sẽ đi về đâu. Có người trả lời, thưa, con đã biết, con sẽ xuất gia tu đạo. Quý vị muốn xuất gia, đó thật là điều tốt đẹp nhất nếu quý vị thực hiện được. Có người khác nói, nghe như vậy, tôi nghĩ rằng đời người thật là vô nghĩa, tôi chỉ muốn nằm chết cho rồi. Điều ấy cũng tốt, nhưng cũng không chắc là ông khỏi bị chuyển đi đầu thai làm heo như ông bạn kia. Heo thì thật là ngu đần, thế nên ai là người đần độn thì sẽ đầu thai làm heo trong đời sau. Và lý do lớn nhất để học kinh Thủ Lăng Nghiêm là học cách làm sao để khỏi bị đần độn, là giúp cho quý vị khai mở trí huệ. Nếu có trí huệ thì ba thứ nghiệp quả tương tục sẽ không làm gì được mình. Thế có người sẽ hỏi, sẽ rất hỗn loạn nếu như thế giới, chúng sinh và nghiệp quả không tác động gì đến tôi. Không, nếu đến trình độ đó thì ông đã có được sự tương quan với chư Phật. Ông là quyến thuộc của hàng Bồ Tát, là huynh đệ của hàng A-la-hán. Thế nên chắc chắn ông không phải là người hỗn loạn. Ha ha ha, 问什么的所和。